Tiểu sử và thân thế của Tào Tháo. Nói về xuất thân của Tào Tháo thì đây thực sự là một điều mà có khá nhiều giả thuyết được đưa ra. Dựa trên cuốn sách Ngụy Chí, Tào Tháo là con cháu của Tào Tham, một vị tướng quốc của nhà Hán. Tuy nhiên, theo như xét nghiệm ADN được công bố vào năm 2013 của Trường Đại học Phúc Đán thuộc thành phố Thượng Hải, Tào Tháo và Tào Tham không hề có sự liên quan đến nhau. Đây là một sự khẳng định chắc chắn từ nhóm nghiên cứu về nhân chủng học và lịch sử của ngôi trường này đưa ra. Theo như cuốn sách Tam Quốc Chí, Tào Tháo chính là con trai của Tào Tung, là một đại thần của nhà Đông Hán, đã từng làm đến chức thái úy. Tuy nhiên, thân thế của Tào Tháo lại không hề đơn giản như vậy. Điều này phải bàn tới Tào Tung là cha của Tào Tháo. Theo ghi chép, Tào Tung là con trai của Tào Đằng, một hoạn quan của nhà Đông Hán, phục vụ tới năm đời hoàng đế, bắt đầu từ Hán An Đế cho tới Hán Hoàn Đế. Chính vì thế mà Tào Đằng, mặc dù chỉ là một thái giám, nhưng lại cực kỳ có thế lực ở trong triều, và ông được phong là Phí Đồng Hầu với việc trải qua năm đời hầu hạ của các vị hoàng đế.